Xin chào quý vị khán giả, hiện tại Huy đang đứng ở một căn nhà giá rất rẻ và sổ hồng riêng, nằm ở gần khu công nghiệp luôn, mặt tiền đường luôn. Và đây là một căn nhà giá rất rẻ cho những người có thu nhập vừa phải. Các anh chị hãy theo dõi hết video và nhớ đăng ký kênh để nhận những video lần sau nha. Qua đây quý vị, quý vị thấy là cảnh công nhân chiều người ta đi làm về đây. Khu công nghiệp này như là ong vỗ tổ luôn quý vị nha, rất là đông luôn. Đây quý vị thấy không? Đông kinh khủng luôn. Đây công nhân đang tụa ra. Rất đông luôn quý vị ạ. Đây là con đường trước nhà của chúng ta. Như quý vị thấy là con đường này là đường rộng khoảng 7 mét nha quý vị. Và lề đường là khoảng 3 mét nha quý vị. Ở trong một khu dân cư rất là đông, ngay khu công nghiệp luôn. Từ khu công nghiệp vô đây khoảng 200 mét nha quý vị. Và dân cư xung quanh rất là đông đúc. Ở chung quanh đây thì cũng có rất là nhiều nhà trọ cho thuê. Căn này có thể nói là một cái căn ký ốt nha quý vị. Và nhà ở vừa kinh doanh cũng được. Căn này có diện tích là ngang 4m, dài 10m, gồm một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Nếu không ở thì quý vị có thể cho thuê với giá là 3 triệu, giống như căn ký ốt. Đây là quý vị thấy là đối diện chỗ này là người ta đang bán quán nước này. Đó, quán giải khát nước. Rất là đông công nhân về ở khu này thì ra khu công nghiệp chỉ khoảng 200m thôi. Đường này là đường thông. Hiện tại đường này là đang chảy nhựa. Đó, và có một đoạn đổ bê tông nha quý vị. Con đường này là con đường thông luôn quý vị nhé. Dân cư xung quanh thì rất là đông. Đây, đường trước nhà của chúng ta chỗ này rất là rộng, khoảng tầm 8 mét nha quý vị. Và đối diện của mình thì có một quán người ta đang bán nước. Đó, chứng tỏ là dân cư rất là đông luôn quý vị nha. Và căn nhà của chúng ta bên tay trái của Huy đây. Thì căn này nó có diện tích là ngang 4 mét, dài 10 mét. Một trệt một lầu, có sổ hồng riêng nha quý vị. Không phải sổ chung nha, sổ hồng riêng. Mỗi căn là một sổ và thửa đất cũng riêng luôn nha. Đó, chứ không phải là sổ chung đâu. Hiện tại thì có sổ sẵn. Và căn này giá rất là rẻ luôn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau vô căn nhà này. Bên cạnh đây là những căn ký ốt cho thuê. Nếu quý vị nào không ở thì cho thuê với giá khoảng 3 triệu một tháng. Rồi đây quý vị thấy là đây là cái bậc đi lên phòng khách của chúng ta. Thì đằng trước này là mình có một lớp cửa thôi. Một lớp cửa nhôm, cửa khung sắt và kính nha quý vị. Ở trên là lan can, gồm một trệt một lầu. Ở trên là mái tôn nha quý vị. Đây đường trước nhà đây quý vị này, rất là rộng rãi luôn. Đó, có thể đậu xe hơi thoải mái luôn nha. Dân cư xung quanh thì đông đúc. Đấy, dân cư xung quanh này quý vị. Đó, người ta trước mặt mình là một cái quán bán nước. Đó, và ở đây là rất nhiều công nhân khu công nghiệp Cầu Tràm. Sau đây chúng ta cùng vô phòng khách của căn này. Đây, căn này thì diện tích vừa phải, ngang 4m, dài 10m, giá chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi quý vị nha. Ở trên là trần thạch cao nha quý vị. Ở bên tay trái của Huy thì có một cái cánh buồm, thuật buồm xuôi gió này như quý vị. Đó, rất đẹp luôn quý vị. Đây là phòng khách. Phòng khách này thì chiều sâu khoảng 3m, ở trên là trần thạch cao. Nó có trang trí cũng rất là đẹp. Còn bên này là cái bức tranh mã đáo thành công. Đó, cũng được ốp tường lên khoảng tầm 1,5m nha quý vị. Đó. Còn đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Đó, quý vị có thể thấy những em bé của những người công nhân đang làm việc và sinh sống ở đây. Quý vị, rất là đẹp luôn. Này ở dưới nền gạch bóng kính 60-60. Đây là một cái bậc để chắn ngang phòng khách và nhà vệ sinh. Còn, phía sau cầu thang này là cái nhà vệ sinh này quý vị. Ở dưới là gạch chống trơn trượt nha quý vị. Nhà vệ sinh, thiết bị vệ sinh cũng rất là cẩn thận nha quý vị. Đó. Làm cái nhà vệ sinh ở đây giúp cho tiết kiệm diện tích. Còn đây là không gian bếp mở. Đó. Ở đây thì bên mình làm những cái tủ là bằng nhôm, màu gỗ. Cho nên là cái tủ này thì cũng rất là bền nha quý vị. Bền hơn những cái tủ gỗ nhiều. Bởi vì nhôm thì không bao giờ mối mọt được quý vị nha. Còn chỗ này thì mình để cái máy giặt nha quý vị. Đó. Chỗ này mình để cái máy giặt có sẵn ống chờ rồi quý vị nha. Còn bên này thì chúng ta có thể để cái máy lạnh, tủ lạnh ở đây nha quý vị. Đây, để cái tủ lạnh đây có sẵn ổ cắm này nha. Một cái bếp rất là gọn nhẹ cũng như là cũng rộng rãi. Chúng ta có thể kê một cái bàn ăn ở đây luôn nha quý vị. Và quý vị thấy là bên Huy đã ốp gạch lên này. Ốp gạch lên là 1,5m luôn, xung quanh luôn. Cho nên là rất là sạch sẽ cho căn nhà chúng ta. Đây chúng ta nhìn từ view, nhìn từ trong nhìn ra. Nhà chúng ta là nhà mặt tiền mà giá lại rất rẻ nữa. Có sổ hồng riêng. Đó, vay được ngân hàng luôn quý vị nha. Đó, rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay kỹ cho quý vị xem căn này. Căn này bên mình là rất tâm huyết
giá rẻ hơn ở thị trường rất là nhiều, do chỉ còn một căn duy nhất thôi nha quý vị, một căn duy nhất và sổ hồng riêng, có thể buôn bán kinh doanh làm tạp hóa được luôn nha. Quý vị nào muốn mua kinh doanh nhỏ nhỏ thì mua căn này, hoặc là mua để cho thuê giữ cái đồng tiền của mình khỏi mất giá, thì đây là một cái sản phẩm tuyệt vời để cho chúng ta lựa chọn. Nhà gồm một trệt một lầu, cầu thang này thì nhỏ hơn bình thường tại vì để tiết kiệm cái diện tích nha quý vị, nên là mình làm cầu thang nhỏ nhỏ vừa đi thôi. Trên đây là lầu 1 của căn nhà, thì lầu này có 2 phòng ngủ nha quý vị. Đây là phòng ngủ ở phía sau nha quý vị. Phòng ngủ này khoảng ngang 3 mét, đó, chiều dài là 4 mét, thì khoảng 12 mét vuông nha quý vị. Ở trên là trần la phong, rất là đẹp, sau có cửa sổ rất là thông thoáng nha quý vị. Đó, cửa này là bằng nhôm sinh pha. Đây, phía sau này mình có cái cửa sổ ra đằng sau này. Đó, ít căn nhà mà có cái cửa sổ thoáng là như vậy. Đó, đằng sau này quý vị, nhà cửa san sát nhau. Bên cạnh là một căn biệt thự bên mình vừa bán xong. Còn bên đây cũng là một căn nhà năm 20 cũng đang bán. Quý vị nào quan tâm thì liên hệ. Căn này là thuộc hướng Tây nha quý vị. Đó, quý vị nào mà hợp với hướng Tây thì đây là một căn nhà rất tuyệt vời. Còn đây là em bé Quỳnh của chúng ta, đã hơn 1 năm tuổi rồi. Nó theo mình từ lúc nhỏ xíu tới bây giờ rất là lớn rồi quý vị nha. Còn đây là phòng của chúng ta, thì quý vị thấy là bên mình đã làm sẵn những cái ống điện chờ cho máy lạnh rồi, nên quý vị mua về là lắp rồi. Căn nhà này còn mới 100% nha, chưa ai ở. Đó, quý vị thấy là trong phòng này bên Huy cũng lắp tường nên là khoảng 1,5 mét rồi quý vị nha. Đó, trên đây là phòng rất là sạch luôn, rất là chỉnh chu quý vị nha. Chỗ nào cũng lắp đặt lên là 1,5 mét, đặt lên 1,5 mét nha quý vị. Còn ở đây thì có cái nhà vệ sinh ở giữa này. Nhà vệ sinh này cũng rất là rộng nha quý vị. Đây ở dưới là gạch chống trơn trượt đây, cũng lát đặt lên là 1,5 mét, đồng nhất một màu nha quý vị. Ở trên này thì là trần la phong nữa quý vị nha. Đó, một cái nhà vệ sinh dùng chung cho 2 cái phòng ở trên này, rất là rộng rãi nha quý vị. Đây, quý vị thấy tuyệt vời không? Rồi, phía trước này là một cái phòng ngủ tiếp theo này. Nhà này có 2 phòng ngủ nha quý vị, và ở dưới thì có bếp này và phòng khách, ở dưới cũng có một nhà vệ sinh nữa. Đây là phòng ngủ thứ hai, ở trên là trần la phong này quý vị. Và về giá của căn này là hiện tại bên mình đang chào bán là 1,650 tỷ nha quý vị, chỉ có 1,650 tỷ thôi. À, quý vị nào mà quan tâm một cái căn nhà mà mặt tiền có thể kinh doanh buôn bán được với giá chỉ có 1,650 tỷ thì đây là một căn nhà tuyệt vời, nằm ngay khu công nghiệp. Đó, và mặt tiền nữa quý chị, mặt tiền này thì rất là lợi nhiều thứ này. Thứ nhất là mình xe hơi đi tới nhà này, thứ hai là mình có thể buôn bán kinh doanh được này. Đó, và thứ ba là giá trị của căn nhà sau này cũng tăng rất là nhanh luôn, nhà mặt tiền chứ không phải nhà trong hẻm. Thì với 1,650 tỷ này quý vị mua ở những cái căn khác thì không thể được một cái căn mặt tiền như vậy nha quý vị. Đó, mình chỉ có thể mua ở trong hẻm hóc thôi, nhà cũng rất là nhỏ. Căn này diện tích là ngang 4x10, mặt tiền đường, có thể kinh doanh buôn bán như nhà đối diện này, đang kinh doanh buôn bán này quý vị nhé. Đó, đang kinh doanh buôn bán và nhà rất gần khu vực chợ cũng như là khu công nghiệp. Đây là một căn nhà tuyệt vời để cho quý vị lựa chọn. Giá đầy đủ của căn này là 1,650 tỷ, sổ hồng riêng chính chủ và sổ riêng luôn quý vị nha. Hướng của căn nhà là hướng Tây, diện tích của căn nhà là ngang 4 mét, dài 10 mét, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Một căn nhà tuyệt vời để chúng ta có thể tham quan và lựa chọn. Căn nhà tuyệt vời để chúng ta đầu tư, giữ tiền và sinh lời nữa quý vị nha. Bao cho quý vị là căn nhà này sinh lời rất tốt, không phải sổ chung nha, sổ riêng đàng hoàng. Quý vị nào quan tâm tới căn nhà này hãy liên lạc với Huy để được đi xem. Sau đây mình sẽ quay từ trên xuống dưới cho quý vị xem nha. Đây là cái cửa đi ra ngoài ban công. Còn đây là cái phòng ở đằng trước đây. Đó, tuyệt vời không? Lắp đặt từ dưới lên trên. Cửa phòng ở trên này là bằng nhôm sinh pha, kính cường lực hết nha quý vị. Đó, tuyệt vời không? Căn này thì ngang 4 mét, dài 10, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh chung cho 2 phòng đây. Ở trên là trần là la phong, trên nữa là lợp tôn nha quý vị. Một căn nhà mặt tiền rất thoáng. Đó, rất cẩn thận để lắp gạch thì chúng ta từ dưới lên trên. Phía sau cũng có cửa sổ rất là thoáng. Còn đây là cầu thang này quý vị, rất là gọn nhẹ thôi. Cầu thang này cũng được thiết kế theo phong thủy sinh lão bệnh tử sinh nha quý vị. À, các vị yên tâm khi mà mua những căn nhà này thì đều đã lên thiết kế hết rồi, yên tâm nha quý vị. Và giá của căn này chỉ có
2.650.000.000. À, sorry, căn này là 1.650.000.000 nha quý vị. 1.650.000.000 mà nhà mặt tiền. Đó, rất tuyệt vời. Để biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ với mình để được đi xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.